Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản nha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè. Có một cái combo này bán cho mình 350 nha. Chỉ khoảng đủ bao ship nha anh em. Đây, một cái kéo cắt cành ha, động lực nè. Kéo bướm nè. Đó, đây, con nữa nè. Đây, một kéo hồ lô nữa nha. Kéo nhâm nha. Cắt dễ nha. 6-7 món có 50.000, quá rẻ luôn ha. 350 chuyển khoản đủ bao ship nha. Còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship cho mình ha.